Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sức Khỏe Tự Nhiên. Kính chào quý vị và các bạn. Thay mặt những người làm chương trình, chúng tôi xin kính chúc quý vị và các bạn dồi dào sức khỏe và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Xin chào mừng quý vị đã đến với Sức Khỏe Tự Nhiên, kênh thông tin sức khỏe hữu ích cho mọi người. Trong chương trình hôm nay, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu những nội dung chính sau đây. 1. Bốn việc đơn giản đẩy lùi cơn đau đầu cực nhanh. 2. Dùng bưởi theo cách này đẩy sạch mỡ ra khỏi gan. Và 3. Năm bộ phận cơ thể chuyển màu đen cảnh báo tuổi thọ ngắn. Sau đây, mời quý vị và các bạn đến với nội dung chính. Phần 1. Bốn việc đơn giản đẩy lùi cơn đau đầu cực nhanh. Thưa quý vị và các bạn, đau đầu trong thời tiết nắng nóng của mùa hè là tình trạng phổ biến ở nhiều người. Điều này gây nhiều phiền toái cho cơ thể và ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống. Vậy nguyên nhân nào khiến tình trạng này khởi phát và làm thế nào để khắc phục? Nguyên nhân dẫn đến đau đầu vào mùa hè là do cơ thể bạn bị mất nước và không bổ sung nước kịp thời, gây ra cảm giác đau đầu khi tiếp xúc với nhiệt độ cao. Các mao mạch ở trên đầu bị giãn nở quá mức để chống lại thời tiết. Để phòng tránh những cơn đau đầu từ ánh nắng, dưới đây là một số cách khắc phục. Thứ nhất, bổ sung đủ nước cho cơ thể. Nhiệt độ tăng cao khiến cho mồ hôi ra nhiều, dẫn đến cơ thể bị mất nước và điện giải. Mất nước làm cho cơ thể có cảm giác mệt mỏi và nhức đầu. Bạn nên chú ý bổ sung nước kịp thời để bù vào lượng mồ hôi đã thoát ra và cân bằng nhiệt độ cơ thể. Khi bạn làm việc trong môi trường nóng, bạn cần bổ sung nước khoảng 1/2 đến 1 cốc nước mỗi giờ. Một cốc khoảng 230 đến 250 ml. Bạn không nên uống nước lạnh. Uống nước ép các loại trái cây tự nhiên là phương pháp bù đắp muối và chất khoáng hiệu quả. Thứ hai, hạn chế tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Bạn nên hạn chế tiếp xúc ngoài trời khi thời tiết nắng nóng. Nguyên nhân là do ánh nắng không chỉ khiến làn da sạm màu, dễ kích ứng mà còn khiến tình trạng đau đầu dễ khởi phát hơn. Khi bắt buộc phải ra ngoài, bạn nên đội mũ nón và sử dụng các thiết bị chống nắng, nhất là trong thời điểm từ 11 đến 15 giờ. Ngoài ra, bạn nên đeo kính mát để làm giảm sự tác động của ánh nắng mặt trời lên dây thần kinh thị giác. Điều này giúp hạn chế cơn đau đầu và làm giảm tình trạng chóng mặt hay say nắng. Thứ ba, vận động điều độ. Trong thời tiết nắng nóng, bạn không nên vận động quá nhiều, đặc biệt là khi mặt trời đang ở đỉnh điểm. Tránh làm việc quá gắng sức cả trong lao động lẫn rèn luyện. Khi cơ thể có dấu hiệu mệt mỏi, đuối sức, hãy dừng tất cả hoạt động lại và nghỉ ngơi. Bên cạnh đó, nếu có thể, thay đổi thời gian hoạt động ngoài trời của bạn sang một khoảng thời gian mát mẻ hơn trong ngày như buổi sáng sớm hoặc sau khi mặt trời đã lặn. Thứ tư, sinh hoạt điều độ. Thói quen sinh hoạt thường ngày thường ảnh hưởng do thời tiết nắng nóng. Bạn nên cân đối ngủ đủ giấc và ăn uống điều độ. Điều này sẽ giúp bạn đảm bảo sức khỏe và hạn chế hiện tượng đau đầu hay mệt mỏi khi trời nóng. Đồng thời, bạn cần bổ sung thêm rau có chứa vitamin C vào khẩu phần ăn hàng ngày. Vitamin C có tác dụng tăng sức đề kháng, thanh nhiệt, tạo điều kiện để cơ thể chống lại cái nóng của mùa hè. Bên cạnh thực hiện bốn việc đơn giản vừa nêu, các bạn cũng có thể sử dụng một số thực phẩm dưới đây để giảm cơn đau đầu nhanh chóng. Quả bơ, top đầu các món ăn chữa bệnh đau đầu. Thành phần của quả bơ rất giàu các chất chống oxy hóa. Một cốc sinh tố bơ hoặc một quả bơ tươi sẽ giúp bạn xua tan cơn đau đầu dữ dội. Không chỉ vậy, bơ còn giúp duy trì vóc dáng, kiểm soát cân nặng, bảo vệ hệ tim mạch, giúp phòng tránh bệnh đau đầu hiệu quả. Khoai lang là món ăn quen thuộc với rất nhiều người. Không chỉ thơm ngon với nhiều hình thức chế biến, mà khoai lang còn là vị thuốc giúp giảm đau đầu hiệu quả. Bởi lượng vitamin C, vitamin B1 và kali dồi dào trong loại thực phẩm này có tác dụng rất tốt trong việc giảm cơn đau đầu và giúp bạn lấy lại bình tĩnh. Quả sung tuy nhỏ bé nhưng lại rất nhiều công dụng đối với sức khỏe.
Sung có khả năng chữa bệnh thiếu máu, giảm táo bón, từ đó cải thiện sức khỏe tiêu hóa, hệ tuần hoàn. Với hàm lượng kali dồi dào, quả sung cũng có giúp giảm viêm và giảm đau hiệu quả, trong đó có cả đau đầu. Dưa hấu là loại quả quen thuộc vào mỗi mùa hè, không chỉ là một món giải khát khái khẩu của nhiều người nhờ lượng nước dồi dào, mà dưa hấu còn giàu magie. Đây là một khoáng chất rất tốt cho những người hay đau đầu, đặc biệt là đau đầu kèm theo buồn nôn. Bạn có thể ăn trực tiếp dưa hấu hoặc pha sinh tố và thưởng thức. Thêm một chút mật ong và gừng nạo sẽ giúp món ăn thêm thơm ngon và tăng công dụng. Nếu đã sử dụng các biện pháp mà cơn đau đầu tăng lên hoặc xảy ra quá thường xuyên, khoảng hơn 2 lần trên một tuần, liên tục trong 2 đến 3 tháng, thì bạn nên đến khám bác sĩ để sớm can thiệp kịp thời. Sau đây là những thông tin đáng chú ý khác. Phần 2. Dùng bưởi theo cách này, đẩy sạch mỡ ra khỏi gan. Quý vị thân mến, bưởi là loại quả dùng quen thuộc để tráng miệng sau bữa ăn rất ngon, tốt cho sức khỏe. Những trái bưởi non cũng có nhiều công dụng như đốt mỡ nội tạng và giảm cân. Bưởi non giúp trị gan nhiễm mỡ, dưỡng gan khỏe mạnh. Trong quả bưởi non có chứa nhiều flavonoid, tinh dầu và pectin có thể hỗ trợ điều trị thừa cân, béo phì, tình trạng gan nhiễm mỡ, mỡ máu cao. Do vậy, thường xuyên ăn bưởi sẽ giúp bạn có lá gan khỏe mạnh. Trong đông y, việc dùng những trái bưởi non phơi khô, cắt lát, sao vàng, sắc nước uống để chữa bệnh đã được lưu truyền từ rất lâu. Sử dụng bưởi non để dưỡng gan khỏe mạnh thực sự rất lành tính, hơn hẳn nhiều loại thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, nguy cơ tác dụng phụ do dùng quá nhiều. Do đó, người bị gan nhiễm mỡ, mỡ máu cao hoặc đơn giản là muốn giảm cân nên sử dụng loại quả này làm nước uống mỗi ngày. Để làm nước uống chữa gan nhiễm mỡ, giảm cân từ trái bưởi non thì chỉ cần lấy một trái bưởi non, đem thái thành lát mỏng, sau đó bỏ vào một lít nước đun sôi lên, dùng uống trong ngày. Loại nước này có công dụng làm sạch gan, dưỡng gan khỏe mạnh. Ai đang bị gan nhiễm mỡ sẽ có những dấu hiệu cải thiện rõ. Đặc biệt, ai đang muốn giảm cân thì nước uống từ bưởi non vừa tốt vừa lành lại có công dụng thải mỡ nhanh. Ngoài tác dụng giảm cân, đẩy mỡ thừa ra khỏi gan, bưởi non còn là bài thuốc chữa nhiều loại bệnh khác. Bưởi có thể làm thuốc từ vỏ đến hạt. Chúng tôi xin chia sẻ một số bài thuốc đơn giản dễ làm như sau. Chữa ăn không tiêu, đau bụng, ho. Vỏ bưởi khô 4 đến 12 g sắc uống. Chữa cảm cúm, sốt. Dùng nồi nước sôi lá bưởi cùng với các loại lá, xả, tiết tô, kinh giới, bạc hà. Mỗi thứ một nắm lá tươi, đem đun sôi với nước, xong trong vòng từ 5 đến 10 phút. Chữa chứng sưng phù nề do chất lỏng dư thừa bị mắc kẹt trong các mô cơ thể. Vỏ bưởi khô và ít mẩu, các vị bằng nhau, tán nhỏ, uống mỗi lần 8 g với rượu vào lúc đói, hoặc dùng mỗi vị từ 20 đến 30 g sắc uống. Hạ đường huyết, ăn nửa quả bưởi mỗi ngày, uống thêm nước hãm từ vỏ bưởi, bạn có thể nấu sôi hỗn hợp vỏ bưởi tươi cắt nhỏ và nước để hãm trong nửa giờ. Sau đó bỏ hết vỏ bưởi và thưởng thức. Nên uống 2-3 lần mỗi ngày khoảng 15 phút trước mỗi bữa ăn. Chữa cảm lạnh, đau bụng do lạnh. Vỏ bưởi khô, đốt và xong, hơ vào rón. Tuy bưởi rất tốt cho sức khỏe, nhưng các bạn cũng cần lưu ý tránh lạm dụng. Không được ăn bưởi khi đang sử dụng một số loại thuốc như thuốc chống dị ứng. Không nên ăn bưởi khi đang đói, khi bị rối loạn tiêu hóa. Chúng tôi xin chuyển sang nội dung tiếp theo. Phần 3. Năm bộ phận cơ thể chuyển màu đen, cảnh báo tuổi thọ ngắn. Thưa quý vị và các bạn, mỗi loại bệnh lại có các dấu hiệu khác nhau, dễ bị nhầm lẫn hoặc bỏ qua nếu không đủ kiến thức và sự tinh ý. Vì vậy, nếu năm bộ phận sau đây chuyển sang màu đen bất thường thì hãy đi khám ngay để chẩn đoán xem bạn có mắc bệnh nguy hiểm và rút ngắn tuổi thọ của bạn hay không.
1. Móng tay đen. Không bị chấn thương, nhưng móng tay xuất hiện những đường sọc màu đen. Rất có thể là bạn đã bị u hắc tố tấn công. Đây là một loại ung thư thường gặp ở ngoài da, là bệnh lý ác tính. Trong một số trường hợp, nó cũng có thể đơn giản là bệnh lý ngoài da. Nắm móng không quá đáng lo. Tuy nhiên, nếu nhận thấy vệt màu đen ở móng tay có chiều hướng tăng sinh, không đối xứng về hình dạng, không đều màu, thì nên đi khám bệnh càng sớm càng tốt. 2. Da mặt đen sạm. Màu sắc trên khuôn mặt và sắc tố da có một mối quan hệ trực tiếp với nhau. Nếu khi bệnh gan phát sinh, sẽ có sự bất thường trong quá trình trao đổi chất. Gan tham gia vào quá trình chuyển hóa của cơ thể. Khi mắc bệnh, khả năng chuyển hóa và hấp thụ sắt sẽ giảm đi, khiến một lượng lớn canxi và sắt trong máu liên tục lắng đọng trên bề mặt da, làm màu da tối hơn và xỉn màu. Ngoài ra, do gan bị tổn thương, một số chất không thể chuyển hóa gây ra hiện tượng giãn nở mao mạch và làm thay đổi màu da. Da xỉn màu không rõ nguyên nhân, xuất hiện sắc tố nâu trên da, mũi và trán có thể là dấu hiệu của các bệnh gan nghiêm trọng như xơ gan, ung thư gan. Cần đi thăm khám để có biện pháp can thiệp kịp thời. 3. Môi đen. Toàn bộ môi đột nhiên chuyển sang màu thâm đen hay xuất hiện các đốm đen bất thường đều có thể là dấu hiệu cảnh báo bệnh ung thư. Màu sắc môi tím đen, thâm đen kết hợp với da môi khô, mệt mỏi, chán ăn thường gặp ở các bệnh nhân ung thư gan, ung thư dạ dày. 4. Cổ đen. Theo y học, các mảng giảm màu hoặc sắc tố quanh cổ không phải là nguyên nhân chỉ do vệ sinh kém, cơ địa, mà rất có thể là dấu hiệu của bệnh tật nguy hiểm. Tình trạng này còn được gọi tên là bệnh gai đen. Nó khiến vùng da tối, sẫm, đổi màu ở các nếp gấp cơ thể và nếp nhăn da. Các vùng da bị ảnh hưởng có thể trở nên dài lên. Bệnh thường ảnh hưởng đến vùng nách, háng và cổ. Bệnh gai đen thường xảy ra ở những người béo phì hoặc mắc bệnh tiểu đường, bệnh tuyến giáp. Vài trường hợp hiếm, bệnh có thể là dấu hiệu cảnh báo của một khối u ác tính trong một cơ quan nội tạng. Phổ biến nhất là ung thư dạ dày, ung thư gan hoặc cũng có thể là ung thư tuyến giáp. 5. Tay chân hay có vết bầm, thâm đen. Những vết bầm tím, thâm đen do tụ máu không rõ lý do, không bị tác động vật lý, rất có thể là dấu hiệu bệnh về máu và tủy xương. Vì vậy, nếu gặp trường hợp này, bạn đừng chủ quan. Tuy nhiên, đây cũng có thể là triệu chứng của người đang bị rối loạn nội tiết nghiêm trọng hoặc mắc bệnh rối loạn chảy máu. Do vậy, bạn nên đi khám bác sĩ sớm nếu thường xuyên thấy những vết bầm tím xuất huyết bất thường, dài đặc, không rõ nguyên nhân. Các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng chương trình cũng đã khép lại. Kính chúc quý vị và các bạn thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký để ủng hộ kênh và nhấn vào chuông thông báo để nhận được những video mới nhất và hay nhất của Sức Khỏe Tự Nhiên. Cuối cùng, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.